Nên cái gì? Tức là phải đắp cái B trước. Có Đóng cái dày vậy B thì chứ. 2 lần. B của bột bột khác. Nó nếu mà nó dày á thì đắp 2 lần. Bột Còn nó B chứ. mỏng á, sao nó mà mỏng nó dày thì đắp 1 lần thôi. Mỗi lần chế phê chứ lần tháo móng nó ra. Không, mới mới mà đắp 1B lên trước Ờ. để cho nó dày mỏng ở dưới.